thôi. Đem lẹ cho xong em bùa đỏ luôn nhá. Zuka đi lôi này. Đánh lại em vào bùa đỏ luôn. Zuka chết rồi. Sao đấy hả thằng nhóc? Sao đấy hả thằng nhóc? Sao đấy hả thằng nhóc? À ha, gọi ngộ không ra. Bảo sao cái tên nó lì hài gión nhá. Cho mạng nhá. Trọng Nhân ơi, ngoan đi em ơi. Ngoan đi anh yêu. Ư là anh phạt tép đít đấy. Đúng là nương tay với kẻ thù là hại chính mình anh em ạ. Thằng này đố dám solo với mình luôn. Thằng này làm gì có chỉnh. Monkey. Ê, bắt luôn, lộ sai kìa. Bắt luôn, chân mày đấy. Nó lộ sai, đấy à, chơi luôn đi. Nó làm gì có tốc đâu. Ở chân cứ lao vào một bốc để tìm va sướng. Chơi này, bắt được thằng tèo này. Chơi này. AD nó yếu. Dí thằng tèo đi. Úp đẹp kìa, nhưng mà sao quá, bỏ đi. Nhưng mà thôi tha cho nó đi, tội vào nó. Sao đấy hả thằng nhóc? Từ thôi thằng nhóc ơi, từ thôi. Ao nhây cái nhá. Ao nhây cái nhá. Bảo bối lại vậy nữa rồi. Bảo bối Hoàng Ti đi lại vậy nữa rồi. Ngoan nào bảo bối. Đừng có gai ghẻ cho anh. Bảo bối lại vậy nữa rồi. Cay lắm. Làm gì có chân. Ngoan. Anh gọi thì dạ vâng cho nó to vào. Sau gặp anh chấp cho. Cân con nó hai đi các bảo bối ơi. Múa như này mà không cân hai nó lại là hơi phí. Quang ngu. Sao vậy thằng nhóc? Thôi thả đi. Công đi anh em. Ngộ không hết mana này, tím ơi. Ô này nó cay vì cái đéo là nó cao ác ấy nhở. Do ngu à. Do mình ngu là vì cao mà. Cảm ơn bạn nhé. Nhưng mà các bảo bối ơi, cho mình hỏi cái. Mình mới mua một cái túi mát Kutso à, hay là Kutso gì đấy. Cái túi đấy thì giờ một mình pha kiểu gì nhở. Có cần pha nước nóng không? Lên chơi này, hết chiêu này. Do ngu. Ngày xưa mình gặp một thằng tên không cần ganh này đi top hay phết. Không cần ganh anh em ơi. Đánh mẹ thì nó cứ hai ba thằng nữa tổng. Toàn hai con đam to nhất ghê luôn mà. Không bố mì em đi. Giờ mà nó tách nhau ra từng thằng solo một xem mình chấp ngay. Nó đánh nó toàn gọi người trần lên đổi lên đi. Tụi mày lên trên đấy nó cam tụi mày một lúc xem tụi mày có chịu nổi nhiệt không. Đớn đau lắm các bảo bối ơi. Anh đánh gánh sệ cả giái chửi anh ngu. Đây này nó lại đây này. Thấy không. Bình nhớ anh ngu quá bình nhớ. Hỏi đánh cơn hai của này anh phải làm một pha rồi phải bật thôi. Không để tụi nó bắt nạt nó phải bật một phát thôi anh em ơi. Hoàng đâu xuống đây anh em mình làm tí để anh chấp nửa cây này Hoàng ơi. Xuống đây anh em mình chuyện trò tí Hoàng ơi. Hoàng tí đi ơi. Chậu qua đây xong, thôi xong thằng nhóc cũng không. Ui rồi còn hai thằng. Thằng nào khôn lên đây cân 4 của anh à. Gánh chục trận không ai nhớ. Fit một trận thì cứ ngồi spam KDA. Trẻ trâu à. Nhìn thằng Zuka này, bảo Zuka này 1 năm này vào đây bán tao này. 0 năm này vào đây solo này. Vẫn chưa được một pha nào chết rồi solo đâu. Đây Murat ma sạch như thế mà còn va cho mà. Cần ai đây này? Tìm đâu? Cần ba đây này, tìm đâu? Cần bốn đây nè. Tìm đâu? Toàn cân 4, cân 5, cứ sờ vào KDA.
Sệ cả rồi, không trượt bụng nào rồi, một team nó tào quá. Chẳng đánh co ve đi team, tưởng đâu đồng hội nằm xuống hết rồi. Một thằng nào lên co ve luôn mà. Dối đấy. Ủa mà hàng nhiều thằng ngu mình đấy thôi. Có trình rồi còn ngu ngu mẹ mày. Nó một anh tao chắc cái loại mày được farm đấy. Anh nó ra cho đấy. Im như một con chó. À đi lỗi kìa. Úp xuống là cứu nó, bỏ đi Nhân ơi, bỏ đi Nhân ơi, chết đấy em ơi. Kìa Hoàng đi đi ngỏm kìa. À đi lỗi kìa, à đi lỗi kìa. Đẹp, yếu kìa. Về đi, về đi, về đi, về đi. Về thì đánh mà đánh luôn đi, về đi. Cần luôn đi Nhân ơi, anh tin em. Quay lại, lướt chiều một quay lại. Cục vàng mua ra. Cục vàng mua ra, quay lại ulti cái là cắn hai luôn em ơi. Ulti ăn hai luôn đấy Nhân ơi. Mà thôi, không trình thì lên về đi. Mẹ em ulti quả đấy em ăn hai mà Nhân. Em đi về làm gì, cứ nghe cái thằng không trình có côn làm cái gì. Giết ra mẹ này, anh kéo gì nữa. Ừ đẩy lính cánh đi. Bọn nó lên bắt tao là ăn kinh công nhá, tao câu kéo nhá. Nhớ đi nhá, bọn nó lao lên bắt tao ăn luôn đi. Tao phải cân được tầm 2 đến 3 thằng ấy, một thằng tao cân vội luôn đấy. Cứ ăn đi, cứ ăn đi. Tao phải cân được tầm 3-4 thằng ấy. Hả? À nó đéo ra rồi, nó ăn rồi. Ai? Bỏ luôn đi. À đây nó lôi này. Hỏi gì? Ồ. Bình ơi, đến trên người bình ơi. Lính trên chịu rồi. Thằng Ngộ không về rồi. Tìm nó nghe soi quá, tìm nó nghe rõ quá mà. Kéo cả năm thằng ra kinh công luôn mà. A à, thiệt. Ai. Lại cay rồi. Thôi về cái. Về cái giữ đồ cái lu. Slim bắn free kìa. Giết Zuka Slim ơi. Được không? Được ấy, Zuka yếu kìa. Được ấy, lấy mạng thằng mid nó cũng được. Ngon. Lui thôi. Tơ. Cho team nó ép đi, tao cứ lên cho nó dễ, cứ để mình ép đồng đi. Cho nó ép đi, tao khắc vào Caffeine, tao bán 500 đồ, tao đâm chết nó luôn là đẹp. Kịch bản đẹp teng. Không có dao hồi sinh. Mít có lẫn à. Ai à. Chơi đi, tao câu kéo luôn, chơi đi. Câu kéo được nhá, hết chiều hết nhá. Cay rồi, hai ông cháu cay rồi. Mẹ nó bật cái thương cung lên thì dậm cái mạnh vào. Chết mày ở cứu. Mẹ đang tinh đổi qua cái giáp cuồng nộ sai đấy. Hiểu kìa, hay à. Nó nhảy lên kìa, cẩn thận. Hay à, bay bắt đúng ơi. Mù giác, cục vàng. Rồi, ngon rồi, không sao nhá, về đây, tao ra rồi. Không về là khóc, về ngay. Hướng dẫn anh em thủ nhà, lăn nó đây. Ok đấy. Hướng dẫn anh em thủ nhà chứ có gì đâu. Nghề của mình mà. Nghề của mình, con giáp hồi sinh cứ thoải mái đi. Bốc nó về, hay quá. Nghề của mình mà anh em ơi. Nghề của mình có bông bủng thế này thì đỡ đi, tột lèo ơi. Mày đỡ đi. Đỡ đi. Con giáp hồi sinh, cứ bình tĩnh. Đỡ đi. Hướng dẫn anh em thủ nhà chứ có gì đâu. Đẳng cấp. Ai ăn cái kèo. Hoàng TD chắc cây đỏ dài. Bạn đúng ơi, mày đi với tao săn bắt thằng này đi. Ê, bốc đánh luôn nhá, tông biến lên. Chơi luôn. Chơi bỏ cái lẩu ấy, bỏ. Chim rông tận mồm bỏ. Bút đi, bỏ. Quý luôn đấy, bùa sang bùa đỏ nó còn hay sao ấy. Ai nó sợ nó không dám ra check, ăn đi. Ăn đét đi Slim. Không được. Ăn đi, tao bảo được ăn đi. Không được cái đèn của đét cũng không được, chịu ấy. Kìa, Murat cẩn thận, nguy hiểm kìa. Chơi này, khắc ulti được này. Có hai rồi. Đâu thì nào được anh cả Hoàng ơi. Chơi đi. Nó lên tuấn nó không có liêm đâu. Úp đẹp kìa. Bye bye bảo bối nhá. Chơi đi, tao bắt mấy thằng trên nhá. Chơi đi. Trời ơi. Bông này. Làm chậm ở đây, chơi đi, tao tanh cho, tao có đối sinh cho, tanh cho. Tài quá. Chê đi. Ai ở mấy thằng nhóc? Hả? Ai á? Sao ở mấy thằng nhóc? Được chưa? Chê đi, chửi đi. Quan trọng là hiệu quả. Tư duy.
Hoàng TD hai thằng nhóc. Cam anh cả trận mà vẫn thua. Lên game anh báo thua đủ. Cam anh thì ghê. Hai thằng nhóc chân dung, hai thằng nhóc cao một bài.